là khu ăn chơi của những người trẻ. Hari rất là trẻ nên Hari phải tới đây. Các bạn có muốn biết là Hari có biết chơi cái kia không? Lên lầu coi thử đi. Hả? Sao vô chỗ với trẻ nè? Tại vì em là trẻ em. Nó có cho em vô? Dạ có. Chắc không? Dạ có. Cái này chị nghe nói là dưới 30 tuổi. Hello, anh đã vô rồi. Hồi nãy Hari bị người ta kiểm tra chứng minh nhân dân. Tại vì bên Hàn Quốc là những cái khu chơi như vậy là trước 10 giờ là không sao, nhưng mà sau 10 giờ tối là trẻ em cấm vô, nên người ta phải kiểm tra tuổi hết. Và ba người này ai cũng già hết thì được vô hết. Cái này có vẻ hay nè. Ê! Ê! Mà phải đổi tiền hả? Hari không có tiền mặt. Bởi vì Vũ đã nói rồi, có thể cái tên của Hari Won cũng đâu được làm gì, đúng không? Giờ sao? Giờ chơi hay về? Về đi, lấy cậu. Đi về hả? Nếu mà chơi thì hát bài ba câu đi. Cái gì vậy? Bây giờ đi ra ngân hàng rút tiền là cũng được cho bộ. Mệt quá vậy thôi, em ra ngân hàng rút tiền đi, chị với bao chơi. Chị có vậy chị mới cho em mượn tiền. Chị cho em mượn đi, hát bài ba câu đi là chị gì? Thôi chị sẽ mượn tiền trước đi. Thì hát bài ba gói đi. Em trả tiền cho. Không, bây giờ hát bài ba gói đi, chị sẽ bao cho em 10.000. Bây giờ em sẽ chung cơm ở đây nè. Mình đây xin em. 애기 오면 넘겨. 으쓱으쓱 잘한다. 자, 왜 이렇게 이거. Ôi rồi, cái khác. Khó quá trời khó. Dù sao Hari cũng thành công được. À, và bây giờ thì thôi đi ra ngoài chơi tiếp. À, các bạn ơi, các bạn có bao giờ thấy được một cái quán karaoke mà rất là dễ thương và rất là lạ lùng không? Các bạn muốn hát karaoke rất là sang trọng thì hãy nhìn vào đây. Thấy chưa? Nó có giường, nó có cầu thang, nó có phòng và nó đó, thấy chưa? Và muốn các bạn mua hát, các bạn nhảy cái gì ở ngoài thấy hết. Nó rất là vui. Hari rất thích điều này. Thiệt, quậy phá cỡ nào ở ngoài người ta thấy hết mà nó rất là vui. Nó xàm đế, hay. Bây giờ thì Hari sẽ cho các bạn biết là món ăn ở ngoài đường, ẩm thực, food ở ngoài đường của Hàn Quốc nó như thế nào. Em nói 네, 여기요 떡볶이 1인분 하고요. 그 뭐지? 고구마, 김말이 이거는 어떻게 돼요? 몇 개예요? 4개 2,500원. 고구마. 네, 고구마, 김말이, 만두. 만두 하나 더. 네. 고추. 이거는 뭐예요? 소세지. 소세지요? 야채. 저 야채로 주세요. 야채. 네. 먹고 할 거예요? 네. Chào mọi người. Đây xin mời tất cả các bạn vô đây ăn thử món ăn tteokbokki ha. Để làm sao như ta. Món pasta. Để làm sao như ta. Đây là món ăn gì ta? À, mình ăn thêm cái này đi. Cái này là món chả cá Hàn Quốc. Mọi người ăn đi nào. Ê, chị Vũ nó ngon lắm. Hả? Thấy không? Nó ngon lắm. Tại vì hồi nãy Hari đã thấy nhìn cái những quán nó như thế nào thì Hari thấy cái quán ở đây nó tteokbokki nó thấy rất là thấm, tại Hari vô liền. Nước chả cá cực kỳ ngon luôn. À, ngon quá. Đây là đồ chiên ha, đồ chiên. Nhón, đó, chấm. Ăn. Nó là ăn vậy. Thấy không? Ngồi ăn. Đó, thì các bạn đã thấy điều này. Nói chung là món ăn street food của bên Hàn Quốc người ta nhắc tới cái đó thôi là người ta bình thường là nhắc tới tteokbokki, sundae, chi kim hoặc là oden. 4 thứ này là người ta nhắc tới nhiều nhất. Và hôm nay mình đã ăn thử món ăn tteokbokki và món ăn chi kim. Thì bình thường là hai món này là nó của chung với nhau, là ví dụ như là người ta kêu tteokbokki thì phải có cái nước chả cá, với lại thêm một cái điều là người ta bỏ vô thêm cái chi kim, có nghĩa là món ăn chiên trộn chung với tteokbokki và người ta ăn đó cho nó vừa no mà nó vừa ngon và vừa giòn luôn. Thật ra thì tteokbokki Hàn Quốc là không biết sao chứ cái đó là một cái món ăn không thể thiếu cuộc sống của tất cả người Hàn Quốc luôn. Khi Hari hồi nhỏ Hari đi học xong, Hari trên đường về là lúc nào cũng món ăn street food tteokbokki ở đâu cũng có. Không có cái đó là không, giống như là nó không có tuổi thơ của con người Hàn Quốc. Bản thân Hari cũng vậy và Hari cũng rất thích món ăn tteokbokki. Và hôm nay cực kỳ may mắn là gặp cái đúng chỗ cực kỳ ngon luôn, xuất sắc. Với lại thêm một điều nữa là bình thường là người ta vô quanh này là mình có thể uống được miễn phí của cái súp của chả cá. Nói chung là vô cái là khi mà trời nó lạnh lạnh mà vô cái là mình uống một ly súp chả cá thôi là nó rất là ấm người và nó ăn chung với tteokbokki cực kỳ đỉnh. Nói chung là người Việt Nam đến đây người ta tưởng là lúc đầu người ta đưa thì người ta tưởng là trà nóng, nhưng mà nó thật ra không phải trà nóng, đó là súp chả cá. Khi mình ăn món ăn gì đó uống súp chung cho nó ngon. Bởi vậy các bạn khi mà ăn bất cứ gì mà ăn street food mà người ta cho nước trà cá, các bạn đừng nghĩ là đó là nước trà, mà các bạn cứ thưởng thức cái súp của chả cá. Và các bạn nhớ điều này nữa, khi mà trời nóng uống một ly đó thôi cảm thấy rất là ấm người, không có bồ cũng được luôn, xuất sắc.